Nằm lột gió trong hang, còn con cua được ngày đêm lo canh giữ vợ hiền mà quên cả việc đi tìm mồi đó. Chồng vợ đẹp mấy nghĩa tàu khang, loài vật còn nặng nghĩa phú thế huống chi loài người ai dám xem thường. Câu luôn thường đạo lý sắp có câu: nhất giả đồng sàng chung giả ai, nhất nhật phú thế hề ba gia. Quả đẹp rụng rơi từng cánh mộng, đến ngày lột vỏ của con cua đực thì con cua cái mặt tình đi dọc về ngang. Bỏ con cua đực nằm yêu hoạch trong hang, con ác phụ đã đem lòng tàn nhân dẫn về một gã nhân tình có đôi càng to lớn, đến xe xác ông chồng xấu số vô duyên. Sợ tình không giữ vẹn.
gian rồng đầy xe. Từ trong thành nội bán ra chiếu vua nước Sở gần xa đặng tường. Dằn lòng căm giận dội phê liền một chiếu chỉ thứ hai. Ai can đảm giết chết vợ nhà tẩm sẽ chia một nửa gian sang Sở quốc. Nhưng một năm trời lặng lẽ trôi qua, không có một người đàn ông nào đến đền đồng lãnh thương. Bởi không ai nỡ nhẫn tâm giết hết vợ mình. Sở Dương xin vua trao gươm bao về nhà giết vợ. Vua nhận lời trao kim và chi hành theo gót kẻ nông phu. Nhưng khi về đến nhà đứng trước túp liều tranh nghe tiếng vợ hiền ru con nào nù. Anh vội buông gươm và chai đi tìm Sở Dương dập đầu ta tôi. Mà di thác vợ mình. Sở Dương cất tiếng ngợi khen, truyền đem châu báu bạc vàng tượng ban cho hay. Trong đạo vợ chồng biết ai chung thủy, ai lòng bạc đen.